Sáng nay, 19 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp năm 2022. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được thông tin về các kỹ năng số cơ bản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giới thiệu trang thông tin chuyển đổi số, đồng thời hướng dẫn sử dụng nền tảng công dân số Long An số, hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị của người dân và giải pháp ứng dụng mạng xã hội an toàn. Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, sự hiểu biết về công tác chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ làm công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp cho phụ nữ mở rộng hơn cơ hội tiếp cận các nguồn thông tin, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp và góp phần định hướng hoạt động, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Hội Phụ nữ các cấp trong thời gian tới.